Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khi nào hết dịch? Đây là một câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hẳn trên mạng xã hội rất nhiều lời than vãn: trời ơi, dịch hoài làm sao làm ăn đây, dịch kiểu này chết đói hết. Kèm theo bao nỗi lo, ở nhà nhiều thì điện tăng, nước tăng và cả cân nặng cũng tăng. Chỉ có tiền là giảm đều. Ai ai cũng lo lắng mình và gia đình bị dính Covid, lo lắng công việc bị đóng băng, cơ sở kinh doanh tạm ngừng đóng cửa mà chủ nhà ít khi giảm tiền thuê. Người chủ nhà tốt bụng sẽ san sẻ, nếu họ không thông cảm, người thuê đành chịu. Những người chủ công ty tốt bụng, họ sẽ lo lắng luôn phần của nhân viên của mình, sợ nhân viên thiệt thòi, lo lắng bao trùm cả cuộc sống. Vậy chúng ta nên làm gì trong thời gian khu vực của chúng ta không may bị giãn cách? Chúng ta phải làm gì khi kinh tế khó khăn mà dịch bệnh không có dấu hiệu suy giảm? Dịch bệnh được xem là thiên thời không thuận. Địa bất lợi là nơi chúng ta sống bị giãn cách cũng không thuận lợi. Chỉ còn nhân hòa. Nhân hòa là điều kiện trong khả năng của mỗi người. Nếu vì thiên không tốt, địa bất lợi mà chúng ta buồn phiền lo lắng, phải chăng đó là tự đánh mất quyền tự quyết còn lại? Phải có cảnh đông lạnh mới thấy cảnh ấm áp của mùa xuân. Một năm có bốn mùa, ngày có sáng tối, đời người lúc thịnh lúc suy là lẽ thường. Người tự tại là người biết chấp nhận những thứ mình đang có. Chúng ta có thể lạc quan trong mọi trường hợp. Ví dụ ở Việt Nam, chúng ta là một trong số ít quốc gia ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch do chủ trương tốt của cơ quan nhà nước. Tuy bị giãn cách nhưng vẫn còn may mắn hơn ai bị cách ly. Nếu bị cách ly vẫn may mắn hơn những người đang nằm trên giường bệnh. Giả dụ có nằm trên giường bệnh đi chăng nữa vẫn nhiều cơ hội vượt qua hơn giai đoạn đầu của dịch bệnh, rồi sẽ sớm được tiêm vaccine. Quán tự tại Bồ Tát là đoạn đầu trong Bát Nhã Tâm Kinh. Quán là gì? Tự tại là gì? Quán là soi xét, tự tại là ung dung, không bị ràng buộc. Khải Toàn ví dụ, khi ngồi tĩnh lặng, tự soi xét lại, thấy thời gian giãn cách này là thời điểm tốt để thực hiện những việc trước đây mình không có cơ hội làm. Dành thời gian cho gia đình, dành thời gian lên kế hoạch nào đó cho tương lai, đọc những quyển sách hay hoặc tự đánh giá lại bản thân. Thay vì lo lắng khi nào hết dịch, các bạn có thể quán xét rằng ít ra mình còn quá may mắn hơn vạn người. Có người thân, có sức khỏe và quan trọng là còn thở. Quán xét được như vậy, bạn sẽ là người tự tại. Dù thân không tự tại như mong muốn nhưng tâm có thể tự tại. Tâm không bị ràng buộc. Thế thì sao con người chúng ta hay lo lắng, dễ bị tổn thương? Chính là do chúng ta tự lấy kinh nghiệm trong quá khứ để so sánh. Thứ kinh nghiệm trong tàng thức này thường đánh lừa chúng ta. Ví dụ, đây là cái gì? Nếu não của chúng ta chưa từng nhận biết vật này là gì, anh kia tên gì, thì không thể nào phân biệt được rõ ràng. Chỉ khi nào người khác cho chúng ta biết, à, đây là cốc lọc trà, thế là não ta thu lại thông tin này để lần sau đối chiếu hoặc so sánh. Vì thế, chúng ta xử lý mọi việc theo quán tính từ kiến thức thu nạp được rồi tự so sánh. Năm nay làm ăn tệ quá, dịch bệnh làm ăn khó khăn quá, con người nhà ta giỏi dễ sợ. Giả dụ mỗi năm ta kiếm được 6 đồng, năm nay ta kiếm được 3 đồng, ta cho rằng năm nay tệ hơn năm trước. Nếu năm trước không kiếm được đồng nào thì sao? Ngày có sáng tối, đời người lúc thịnh lúc suy. Tất cả sự việc trên thế gian này đều là không tính. Nhiều năm trước, lần đầu Khải Toàn đọc được sách thiền, nghe câu này cảm thấy lời văn câu này ở thế giới khác rất là khó hiểu.
vì sao xảy ra trước mặt bảo là không có gì. Khi có chút năng lực nhờ tinh tấn tu tập đã ngộ ra, kỳ thực mọi sự việc xảy ra chúng không nói với ta rằng tốt hay xấu, là vui hay buồn. Tất cả do chúng ta tự so sánh, tự phán xét và tự lo lắng. Khải Toàn ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Theo các bạn, thời điểm dịch bệnh này ở khu vực bạn sống là tốt hay xấu? Khi Bắc Giang bùng dịch, các vùng khác cho rằng mình may mắn. Hà Nội mắc vài ca, Hồ Chí Minh cho rằng vùng mình còn an toàn. Sau đó, Hồ Chí Minh có số ca mắc tăng khá nhanh và phải giãn cách, thì Hà Nội và vùng khác lại cho rằng vùng của họ may mắn hơn. Rốt cuộc là tốt hay xấu? Nếu ban đầu nghĩ tốt thì tại sao bây giờ lại nghĩ xấu? Điều này giống như những cặp đôi lúc mới yêu vui biết bao nhiêu, sau thời gian bất hòa nhìn chán thôi rồi. Ngạn ngữ có câu: thần cũng là ngươi mà quỷ cũng là ngươi. Tất cả tốt xấu là do tâm phân biệt của con người. Kỳ thật những sự việc xảy ra đều là không tính, không tốt không xấu. Nếu bạn cho rằng nó tốt thì nó sẽ tốt. Người dùng trí soi xét sẽ thấy rằng dịch bệnh ảnh hưởng toàn thế giới là do thiên không thuận. Khu vực nơi ta sinh sống có vài nơi bị giãn cách nhưng vẫn chưa đến nỗi mất kiểm soát, đã là địa lợi. Ta vẫn suy nghĩ được tích cực sẽ có được nhân hòa. Không tự do đi đây đó là tình hình chung. Thân có phần không tự tại nhưng biết tận dụng khoảng thời gian giãn cách này để làm những việc trước đây không có cơ hội làm do đầu tắt mặt tối. Như vậy đã là người tự tại. Có một gia chủ kể với Khải Toàn rằng vợ anh ta vì quá rảnh rỗi, thời gian giãn cách thường lên mạng xã hội xem này xem kia, thấy chuyện bất bình nên bình luận bên vực. Thế là lao vào thị phi, lao vào cào bàn phím với những người không quen biết, tâm trạng bực dọc với cả chồng con. Do đó người tự tại là người ít muốn biết đủ, thời gian giãn cách sẽ biết cách tận dụng làm những việc có ích cho bản thân, chăm sóc người thân, đọc vài quyển sách thay vì lao vào thị phi hay lo lắng thái quá. Như vậy là người không sống với hiện tại. Thế nào là không sống với hiện tại? Có người thân lại mong người thân của mình phải như thế này, như thế kia. Có công việc lại muốn có công việc kia. Có chỗ ở lại muốn có chỗ ở khác. Tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng không thể giải quyết. Họ không biết rằng họ đang dùng thân và tâm của mình để chạm vào hư không, chạm vào những thứ không có thật. Thời khắc tích tắc trên chiếc đồng hồ của ta, ta còn không trân quý. Người thân đang bên cạnh lại không chăm sóc. Bản thân nhiều khiếm khuyết lại không tu tập. Sao lại cứ nghĩ đến ngày mai? Vô thường chính là mọi sự việc đều chuyển biến. Trong một cái chớp mắt của bạn, trong 1/10 giây ấy, có cả triệu tế bào trong cơ thể biến chuyển, cả tỷ sự việc trên hành tinh này biến chuyển. Dù biến chuyển như thế nào, cơ thể con người vẫn thích nghi rất tốt. Chỉ có tâm chấp trước là không chịu thích nghi. Dịch bệnh, mọi người ở nhà làm việc và sinh hoạt nhiều hơn, sắm thêm nhiều thiết bị công nghệ để phụ trợ cho công việc nên càng tốn kém hơn. Mở điện nhiều, tiền điện tăng, ăn vặt nhiều, xem điện thoại, xem TV, ngủ nhiều hơn. Hệ quả là cơ thể mất cân bằng, tinh thần ể oải, kèm theo bao tin tức tiêu cực từ dịch bệnh, từ thị phi, khiến đầu óc đang mụ mị, dễ lo lắng, dễ tiêu cực. Đó chính là cách con người thích nghi, nhưng thích nghi theo hướng không tích cực. Bạn có muốn an lạc không? Nếu muốn, hãy vào kênh YouTube, TikTok, website của Khải Toàn xem hướng dẫn ngồi thiền. Mỗi ngày dành 10 đến 15 phút ngồi thiền, sau vài tháng bạn sẽ tự khắc có được cách giúp mình an lạc hơn.
Nếu bạn vẫn thắc mắc câu hỏi khi nào hết dịch, chẳng khác nào câu hỏi khi nào cho đến ngày mai. Kỳ thực, người mưu cầu về tương lai là người không sống với hiện tại, là người dễ lo xa, tự làm mình lo lắng, tự làm mình đau khổ. Quán tự tại Bồ Tát, bạn không cần phải là Bồ Tát vẫn có thể quán chiếu được những sự việc đang xảy ra xung quanh mình. Khi đó sẽ ngừng so sánh trước và sau về công việc, ngừng so sánh tốt xấu về người thân. Bạn sẽ dễ chấp nhận những thứ mình đang có. Kỳ thực không thể đơn giản có được sự an lạc như vậy nếu thiếu đi sự tinh tấn tu tâm dưỡng tánh. Bạn phải nghe hàng trăm pháp thoại, đọc hàng chục quyển sách. Không nghe, không đọc, không thể nào có được pháp học, trừ khi bạn là người thượng căn. Nghe pháp là tu pháp học. Bạn phải hành thiền nhiều năm để tu tâm. Hành thiền là pháp hành. Trong đời sống hàng ngày, quán chiếu những hành động của mình để chỉnh sửa, làm được như vậy, bạn dễ đạt được sự an lạc. Nếu bạn biện luận rằng tôi không thể nào ngồi thiền, tôi không có thời gian nghe pháp, Khải Toàn xin thưa, khi đói, ăn một vài muỗng sẽ bớt đói, ăn một hai chén sẽ no. Dĩ nhiên, phải có vài muỗng nhỏ ban đầu mới giúp bạn no. Tu tập cũng vậy, không thể dành 5-10 tiếng mỗi ngày thì dành 1-2 tiếng. Không dành được 1-2 tiếng thì dành 15-30 phút, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một năm có bốn mùa, vì thế con người nên thuận theo tự nhiên. Dịch thì uyển chuyển theo dịch, không có dịch thì lao vào công việc. Nhờ các khoảng thời gian giãn cách, Khải Toàn thực hiện được rất nhiều việc và làm được rất nhiều video về thiền và phong thủy cho kênh YouTube mà bình thường không thể nào thực hiện được, vì nay đi xem chỗ này, mai đi xem tỉnh nọ. Tóm lại, nếu bạn chịu khó tu tâm dưỡng tánh, chịu khó ngồi tĩnh lặng quán xét, mọi thời gian giãn cách đều là thời gian quý giá, bạn sẽ không còn tự thắc mắc khi nào hết dịch. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.